Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở về với em Tuấn Audio. Ngày hôm nay thì với những cái dòng sản phẩm thì combo loa bát rời sẽ lên cho anh em. Đặc biệt là với cái mẫu bát Highwell, anh em cũng khá là am hiểu trên thị trường đúng không ạ? Với cái dòng sản phẩm bát Highwell này thì sẽ cho anh em rất là nhiều những cái trải nghiệm âm thanh rất là hay, rất là tuyệt vời. Anh em đầu video đi qua ủng hộ cho em Tuấn Audio xin một like, một đăng ký kênh nha anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Với cái mẫu bát Highwell 30 trên thị trường anh em hiện tại đang bán khá là đắt đỏ. Nó cũng rơi vào trên 4 triệu đồng hoặc là dưới 3 triệu đồng. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Tuấn Audio sẽ bán cho toàn thể anh em một cái giá chỉ có 3.800.000 thôi. Với cái giá 3.800.000 thì anh em sẽ sở hữu ngay được cặp bát Highwell hàng chính hãng nha anh em nhé. Công suất khởi chạy lên đến là 400W và max công suất đỉnh điểm lên đến là 800W để anh em có thể là chơi âm thanh theo cái mong muốn của mình. Nguyên liệu làm từ từ neo, tiếng rất là sáng, phù hợp cho những anh em đi thiết kế những quả loa array cũng như làm những thiết kế loa gióng thùng 30 chơi âm thanh gia đình rất là hợp lý vì cái tiếng cũng như âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Những cái đường dây tín hiệu thì anh em có thể để ý là cũng đã được trang bị thêm những cái nước cao su non. Côn là côn 76 với 5 lớp nhện màu vàng anh em nhé, đường keo chỉ gắn rất là rõ. Mặt trước thì với cái lớp là gân vải tầm dầu Ofolo gân xếp đôi. Những cái màng gân vải này thì cũng đã được trang bị thêm là những cái sợi thủy tinh tạo kết cấu rất là đẹp cho cái cặp bát Highwell. Dòng này thì có độ nhạy lên đến là 98 dB. 98 dB anh em nhé, độ nhạy cực kỳ là cao. Rồi anh em có thể để ý cho em. Và với cái mã sản phẩm như thế này thì chỉ phải bỏ ra giá là 3.800.000 thôi anh em nhé. Thì rất là hay. Ngày hôm nay thì trong combo thì không thể thiếu thiếu được những cái dòng sản phẩm khác như là chép kèn. Thì bên em sử dụng những cái mẫu chép là chép 450 của JBL, 45W công suất cởi chạy và điện trở kháng 8 ohm. Đa số bây giờ các dòng sản phẩm nó đều được thiết kế ở cái điện trở kháng là 8 ohm anh em nhé. Giá rất là rẻ, giá 700.000 thôi. Anh em nào mà đang thích thì nhanh tay inbox qua cho bên em để nhận tư vấn cũng như hỗ trợ mua hàng cách gọi là nhanh nhất. Và bây giờ thì không để anh em chờ đâu, anh em sẽ test âm thanh của cái bộ combo ngày hôm nay thông qua những bộ phân tần. Phân tần thì anh em cũng không xa lạ gì, hai đường tiếng bán khá là nhiều, giá 650.000. Vỉ fit chống cháy bát cháy chép đầy đủ cho anh em, giá rất là tuyệt vời nha anh em nhé. Video anh em đi qua ủng hộ cho bên cửa hàng em Tuấn Audio xin một like, một đăng ký kênh nha anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ anh em test chất âm này, tiếng của cặp bát Highwell rất là sáng luôn. Có thể cảm nhận được cái âm thanh của cái cặp bát và cặp chép ngày hôm nay. Âm thanh tiếng rất là bay bổng cũng như là tiếng rất là sáng anh em nhé. Tổng combo ngày hôm nay là anh em bỏ ra 3.800.000 cho cặp bát này, cặp chép là 700.000 và phân tần 650.000. Đấy, giá thì cũng công bố cho anh em biết rồi. Nếu anh em đang quan tâm thì có thể liên hệ đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246. Em sẽ hỗ trợ như tư vấn cho anh em mua hàng một cách gọi là nhanh nhất nha anh em nhé. Và video của bên em đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.